Shophouse Vinhomes Cổ Loa, thông tin chi tiết và đánh giá chuyên gia. Shophouse Vinhomes Cổ Loa là dòng sản phẩm mang đến cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tại dự án nhờ tiềm năng mang lại lợi nhuận cao. Được đặt tại vị trí đắc địa, gần các trục đường chính và trung tâm thương mại, Shophouse tại đây hứa hẹn mang đến cơ hội đầu tư sinh lời bền vững. Nghe bài chia sẻ của chúng tôi sau đây để khám phá chi tiết về sản phẩm và lợi ích khi đầu tư vào Shophouse tại dự án. Shophouse Vinhomes Cổ Loa, thông tin chi tiết và đánh giá chuyên gia. Thông tin chi tiết về Shophouse Vinhomes Cổ Loa. Số lượng 1971 căn. Vị trí, các căn Shophouse được bố trí tại các trục đường chính trong tất cả các phân khu, đảm bảo khả năng tiếp cận và thu hút lượng khách hàng lớn. Diện tích đất 62,5 đến 220,1 m². Kết cấu xây dựng, dự kiến mỗi căn Shophouse đều có thiết kế đồng nhất với một trệt, 4 lầu, tầng 1 cao 4 m, giúp tối ưu hóa không gian cho cả mục đích kinh doanh và sinh hoạt. Mặt tiền đường rộng 5 đến 6 m. Mật độ xây dựng 70-85%. Pháp lý, tất cả các căn Shophouse tại dự án đều có quyền sở hữu lâu dài, mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư. Thông tin giá bán từng loại hình sản phẩm, ưu đãi cũng như lịch thanh toán của dự án Vinhomes Cổ Loa, quý khách vui lòng liên hệ số hotline trên màn hình để có thông tin chi tiết và chính xác nhất. Lợi ích khi đầu tư Shophouse Vinhomes Cổ Loa. Với vị trí chiến lược nằm trên các trục đường chính của khu đô thị, Shophouse Vinhomes Cổ Loa mang đến những cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn với tiềm năng sinh lời cao và khả năng khai thác kinh doanh vượt trội. Khả năng khai thác kinh doanh lớn. Shophouse được thiết kế với mặt tiền rộng từ 5m đến 6m, tầng 1 và 2 dành cho kinh doanh, tầng 3 đến 5 là không gian ở. Với vị trí tại mặt tiền các trục đường lớn như Trường Sa, các căn Shophouse dễ dàng thu hút lượng khách hàng đông đúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê hay cửa hàng bán lẻ. Shophouse Vinhomes Cổ Loa, thông tin chi tiết và đánh giá chuyên gia. Vị trí thuận tiện, đông người qua lại của Shophouse Vinhomes Cổ Loa. Thiết kế hiện đại với không gian kinh doanh thông thoáng và sinh hoạt riêng tư là điểm cộng lớn giúp gia tăng giá trị bất động sản này. Tiềm năng tăng giá và sinh lời cao. Shophouse tại dự án không chỉ có tiềm năng kinh doanh lớn mà còn là tài sản đầu tư có khả năng tăng giá vượt trội. Nhờ vị trí đắc địa và nhu cầu ngày càng tăng về loại hình bất động sản kết hợp giữa kinh doanh và sinh sống, giá trị của các căn Shophouse được chúng tôi dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong tương lai. Đây là yếu tố quan trọng khiến Shophouse trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh. Lời khuyên của chuyên gia khi đầu tư vào Shophouse Vinhomes Cổ Loa. Theo các chuyên gia, đầu tư vào Shophouse tại dự án cần đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn vị trí chiến lược. Các căn Shophouse nằm trên những trục đường chính như Trường Sa hoặc gần các tiện ích công cộng không chỉ đảm bảo lượng khách hàng ổn định mà còn có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai. Ngoài ra, việc xác định rõ ràng mục tiêu đầu tư cũng là yếu tố quan trọng. Nếu khách hàng muốn đầu tư dài hạn để hưởng lợi từ việc tăng giá, việc chọn loại hình Shophouse phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa dòng tiền. Ngược lại, nếu mục tiêu của bạn là khai thác kinh doanh ngay lập tức, hãy tập trung vào những căn có vị trí và thiết kế thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Shophouse Vinhomes Cổ Loa không chỉ là một sản phẩm bất động sản chất lượng mà còn là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho những ai đang tìm kiếm một sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh doanh và sinh sống. Với vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại, đây chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua số hotline để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư tại một trong những khu đô thị được mong chờ nhất tại Đông Anh, Hà Nội.